Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Hồn Quê. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Ánh Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và anh Xuân xin kính chúc cho quý công ty ngày càng làm ăn phát triển hơn nữa và càng phát triển bền vững hơn nữa. Chúc mừng ngày thành lập công ty Triều Hàn 24 năm. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ.